mình thích nhé. Và thêm một ít bún nữa các bạn ạ. Thank you.
Thank you.
chào tất cả các bạn nhé. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Chào tất cả mọi người.